Lời bài hát của nhạc sĩ phong nhã, trong trẻo, thiết tha ấy như được cất lên từ tận sâu trái tim của mỗi con người Việt Nam khi nhắc về Bác, vị cha già kính yêu của dân tộc. Người dành trọn cuộc đời để lo cho dân, cho nước, hy sinh thầm lặng quên mình vì nước, vì dân. Và hôm nay, em Nguyễn Bảo Thiên Kim, học sinh lớp 5B, trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, huyện Đắc Minh, tỉnh Đắk Nông sẽ đến với cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024. Xin giới thiệu với quý thầy cô giáo và các bạn về nhân vật Bác Hồ trong quyển sách Bác Hồ Kính Yêu do nhà xuất bản Kim Đồng phát hành năm 2023. Người đã truyền cảm hứng, hướng em tới lối sống tích cực, có trách nhiệm với xã hội, khơi dậy trong em khát vọng cống hiến và phát triển đất nước. Kính thưa quý thầy cô giáo cùng các bạn, nhắc tới Bác là nhắc tới một cuộc đời rất đỗi thanh cao và giản dị. Này Bác đã đi xa, nhưng những gì mà người để lại cho dân tộc vẫn luôn là vô giá. Với thế hệ thiếu niên nhi đồng thì tình cảm đó còn đặc biệt hơn rất nhiều. Trong cuộc đời cách mạng, Bác hết lòng chăm sóc và dạy dỗ lớp mầm non của Tổ quốc. Và cho đến khi sắp qua đời, Bác còn để lại cho con cháu muôn vàn tình yêu thương. Những tình cảm quý giá đó vẫn luôn trường tồn mãi với thời gian. Cuốn sách Bác Hồ Kính Yêu gồm 52 câu chuyện nhỏ bằng lối văn kể chuyện hấp dẫn, nhẹ nhàng mà tinh tế. Các tác giả đã tái hiện lại toàn bộ cuộc đời, sự nghiệp và những phẩm cách cao đẹp, trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi còn nhỏ đến những ngày cuối đời của mình một cách rõ nét, chỉ qua 132 trang sách. Sách được minh họa với hình ảnh màu rõ ràng và chân thật. Cuốn sách Bác Hồ Kính Yêu giúp cho chúng ta có thêm tư liệu về cuộc đời của Bác. Khi em đọc câu chuyện thứ 52, lời căn dặn của người trước lúc đi xa, lòng em nghẹn lại, nước mắt em rơi rất nhiều lần. Cả cuộc đời chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp của đất nước, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Bác chỉ có một điều ước nhỏ nhoi và giản dị. Bác muốn mang theo âm hưởng làn điệu dân ca ngọt ngào, thắm đượm về với cõi vĩnh hằng. Ước nguyện bình dị của người ẩn chứa cả một tinh thần nhân văn cao đẹp. Trong tinh thần ấy là quê hương, là nguồn cội, là những nỗi nhớ thương chất chứa, là ao ước và khát vọng kìm nén trong trái tim. Có lẽ đây là kỷ niệm và là một trong những câu chuyện xúc động cuối cùng về Bác Hồ Kính Yêu. Nội dung câu chuyện xúc động và thấm đẫm tình người ấy đã được nhạc sĩ Trần Hoàn truyền tải trọn vẹn trong ca khúc Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa. Em xin kính mời quý thầy cô giáo và các bạn cùng lắng nghe. Chuyện kể rằng trước lúc người ra đi, Bác muốn nghe một câu hò xứ Huế, nhưng không gian vẫn bốn bề lặng lẽ. Rằng Bác đòi nghe câu vì nhớ làng sen từ thuở ấu thơ, mà xung quanh vẫn lặng như tờ. Bác chờ mãi, chờ mãi không thôi. Bác muốn nghe một câu trong tim. Bác
rồi cả đất nước theo bác đến mênh mông. Chuyện kể rằng trước lúc người ra đi, chuyện kể rằng trước lúc người là một câu chuyện rất bình dị và ý nghĩa, như lời dặn tâm tình của một người cha già trước lúc đi xa. Kính thưa quý thầy cô giáo và các bạn, trong những giây phút cuối cùng, người muốn để lại lời nhắn nhủ có giá trị đến ngàn đời. Hãy giữ gìn những làn điệu dân ca, giữ gìn những bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Bây giờ và mãi mãi mai sau, chúng ta luôn tự hào với bạn bè Nam Châu về tà áo dài và vành nón nghiêng nghiêng, duyên dáng của các cô gái Việt Nam. Bác đã hy sinh cả cuộc đời để hôm nay chúng ta được sống trong hòa bình, hạnh phúc, sống trong tình yêu thương của cha mẹ, sự dạy dỗ ân cần của thầy cô. Để không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ, chúng con phải cố gắng học tập để trở thành con ngoan trò giỏi, biết kính trên, nhường dưới, tôn sư trọng đạo, trở thành một công dân tốt cho xã hội, xứng đáng là con cháu cụ Hồ. Các bạn thân mến, Mông Tê Huy đã từng nói, không có cách giải trí nào tốt hơn đọc sách, và cũng không có sự thú vị nào bền lâu hơn đọc sách. Vâng, sách giữ vai trò rất quan trọng trong việc bồi dưỡng và nâng cao kiến thức, bởi mỗi cuốn sách là nguồn tri thức vô tận, bao la là nguồn tài liệu vô cùng quý giá. Mỗi trang sách khép lại, mỗi cuộc đời mở ra. Vì thế, chúng ta cần duy trì nền văn hóa đọc, các bạn nhé. Với em, sách không chỉ là để đọc mà còn là điểm đến của sự khám phá, sự sáng tạo và sự kết nối của cộng đồng. Vì thế, nhằm phát triển văn hóa đọc cho bản thân và cộng đồng, em xin xây dựng và đề xuất kế hoạch như sau. Về mục tiêu, cần lan tỏa ý nghĩa, tầm quan trọng của sách đến với mọi người xung quanh, khơi dậy niềm đam mê đọc sách cho thế hệ trẻ, từ đó khuyến khích và góp phần thúc đẩy phong trào đọc sách của cá nhân và cộng đồng. Về đối tượng hưởng lợi là bản thân em và các bạn học sinh, sinh viên, đặc biệt là trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em khuyết tật chữ in. Về nội dung công việc thực hiện, đối với bản thân, lập kế hoạch đọc sách mỗi ngày ít nhất 30 phút, tham gia các câu lạc bộ về sách. Em cũng thường chia sẻ những mẫu chuyện hay và ý nghĩa trong các buổi đọc sách, xây dựng tủ sách của lớp, của trường, tham gia các cuộc thi kể chuyện theo sách, đại sứ văn hóa đọc. Đặc biệt, trong thời đại công nghệ 4.0, các bạn thường tiếp xúc với các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính mà quên mất việc đọc sách quan trọng như thế nào. Vì thế, cần khuyên các bạn nên đọc sách thư viện hoặc đọc sách online trên các trang web đọc sách hay.net, sách hayonline.com, sách vui.com, vân vân. Đối với cộng đồng và trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em khuyết tật chữ in, tổ chức các buổi tuyên truyền và phát động các phong trào đọc sách, quyên góp sách cho các thư viện ở vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ trang thiết bị phần mềm đọc sách cho trẻ em khuyết tật chữ in. Về dự kiến kết quả đạt được, phát triển văn hóa đọc chính là phát triển ứng xử, giá trị và chuẩn mực đọc lành mạnh của mỗi thành viên trong xã hội. Đó chính là nền tảng của một xã hội học tập, của việc học suốt đời và là một thách thức của xã hội hiện đại. Bản thân em luôn mong rằng một ngày nào đó, mọi người trên thế giới đều có thể đọc sách và cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, nơi con người được sống trong hòa bình, hạnh phúc và tri thức. Em tin rằng mỗi người chúng ta đều có thể trở thành một đại sứ văn hóa đọc để truyền cảm hứng đến với nhiều người hơn, từ đó tạo nên sự lan tỏa mạnh mẽ những giá trị tốt đẹp của văn hóa đọc, đặc biệt là phát triển tư duy, năng lực sáng tạo, khơi dậy ý chí quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Trên đây là kế hoạch hành động và phát triển văn hóa đọc của bản thân. Em mong rằng kế hoạch ấy sẽ được thầy cô, các bạn, mọi người đón nhận và cùng nhau lan tỏa. Em xin chân thành cảm ơn.